Australia và U23 Series sẽ tạo nên một bảng đấu hấp dẫn và khó lường nhất tại giải. Cơ sở để tác giả đưa ra những nhận định của mình chính là sự thăng tiến nhanh của lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại, với nòng cốt là các cầu thủ từng gắn bó nhiều năm tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vào U19 trước đây. Điển hình có thể nhắc tới Công Phượng, Xuân Trường hay Quang Hải. Tuy nhiên, điểm bất lợi cho hành trình của U23 Việt Nam tại vòng chung kết năm nay chính là việc phải gặp ngay đương kim á quân U23 Hàn Quốc ở trận ra quân vào ngày 11 tháng. Tại bảng D, U23 Hàn Quốc được đánh giá cao nhất là điều không cần phải bàn cãi, và cũng chính vì thế, việc đội bóng này có nhiều lợi thế giành một vé đi tiếp cũng là điều đã được dự đoán. Vậy cuộc đua tìm kiếm tấm vé thứ hai sẽ xoay quanh ba đội còn lại. U23 Australia và U23 Series được đánh giá nhỉnh hơn U23 Việt Nam về thể hình và lối chơi hiện đại dựa trên nền tảng sức mạnh và thể lực. Nhưng vũ khí của U23 Việt Nam lại chính là những yếu tố bất ngờ cùng một tâm lý thoải mái khi không có bất cứ một sức ép nào. Nên nhớ chỉ cách đây không lâu, cũng nhờ chính những yếu tố kể trên, U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Thái Lan tại giải M1 50 Cup. Với một giải đấu ở cấp độ dành cho các cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thì việc thắng thua đôi khi lại đến khá nhiều từ vấn đề tâm lý. Xét về yếu tố này, hẳn chúng ta có thể đặt niềm tin về việc U23 Việt Nam, một đội bóng sẽ mang đến sự bất ngờ cho vòng chung kết như chính những gì mà các cầu thủ U20 đã từng làm được cách đây một năm. Hãy tin là như vậy. Vào tối ngày 8 tháng 1,